Nhà đẹp Tân Á xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế tranh bình có địa chỉ tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo mẫu nhà của anh Bình nhà các bạn. Hình ảnh các bạn đã được nhìn thấy là phối cảnh 3D căn nhà mà chúng tôi đã thiết kế tranh bình. Căn nhà của anh là căn nhà phố 2 tầng mái lợp có phong cách hiện đại. Màu trắng là màu chủ đạo của ngôi nhà, sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể căn nhà cùng với việc bố trí thêm các cây xanh cho chúng ta thấy được một căn nhà rất là đẹp, sang trọng và bắt mắt. Cổng chính sẽ được chúng tôi thiết kế là cổng bằng sắt, phun tính điện. Hai cột hai bên sẽ được thiết kế rất là đặc biệt và được lắp đặt thêm đèn chiếu sáng ở phía trên và bên cột để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại của cả gia đình. Hàng rào thì được chúng tôi thiết kế rất là bắt mắt, xen giữa các cột sẽ là hình song sắt có thể nhìn được vào bên trong. Và tiếp đến là hình ảnh nhìn từ mặt chính của ngôi nhà. Từ sân đi vào tiệm sảnh sẽ được chúng tôi thiết kế 3 bậc cấp để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại của cả gia đình. Cửa chính sẽ được chúng tôi thiết kế là cửa gỗ hai cánh, khung pano kính và sẽ được sơn màu đỏ. Ngoài ra thì hệ thống cửa sổ sẽ được chúng tôi thiết kế là cửa nhôm kính, viền tối màu kết hợp với màu trắng là màu chủ đạo cho chúng ta thấy một căn nhà rất là đẹp, sang trọng và bắt mắt. Ngoài ra thì cửa nhôm kính sẽ giảm chi phí xây dựng và bền đẹp theo thời gian. Xung quanh cửa sổ các bạn có thể để ý chúng tôi sẽ đắp đường phào bên ngoài và sơn một lớp sơn màu trắng để tạo hình khối kiến trúc trong ngôi nhà. Ở khu vực giao nhau giữa tầng 1 và tầng 2, chúng tôi sẽ đắp thêm một đường phào và sơn một lớp sơn ở đây để nhằm mục đích vào tầng ngôi nhà. Trên tầng 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm ban công để cho gia đình có thể thư giãn. Phía trên ban công sẽ là hè lam bằng bê tông cốt thép và được sơn giả gỗ nha các bạn. Phía trên hè lam sẽ có lớp kính cường lực để che mưa, che nắng cho ban công. Để đảm bảo an toàn cho nhu cầu sử dụng, chúng tôi sẽ thiết kế lan can bằng kính cường lực. Các bạn có thể để ý ở bức tường ở tầng 2 thì chúng tôi sẽ sơn giả gỗ để căn nhà trở nên bắt mắt hơn. Bức tường phía bên phải của ngôi nhà sẽ được ốp bằng gạch thể màu xám để làm cho căn nhà trở nên nổi bật và sang trọng. Hè mái được chúng tôi thiết kế cho căn nhà của anh Bình sẽ là mái lệch. Các bạn có thể thấy rằng ở phía trên hè mái sẽ được thiết kế thêm các cửa sổ để cho hè mái trở nên thông thoáng, mát mẻ cũng như làm cho tổng thể căn nhà trở nên đặc biệt hơn. Ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế nó bo tròn một góc để làm cho căn nhà trở nên mềm mại và thanh thoát hơn. Trên trần nhà sẽ được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để căn nhà trở nên lung linh, lộng lẫy vào ban đêm. Trên ban công xung quanh ngôi nhà sẽ được lắp đặt hệ thống bố trí thêm các chậu cây cảnh, cây hoa để căn nhà trở nên hài hòa với thiên nhiên. Tiếp đến là phối cảnh nhìn từ bên trái của ngôi nhà. Căn nhà của anh Bình thì được chúng tôi thiết kế rất là cân đối, hài hòa, tỷ lệ cửa sổ rất là vừa vặn, không quá to cũng không quá nhỏ nha các bạn. Tiếp đến là phối cảnh khác nữa của ngôi nhà. Nhìn từ góc độ nào thì căn nhà của anh Bình cũng đều rất là đẹp và rất là sang trọng, hiện đại. Tiếp đến là phối cảnh nhìn từ trên cao. Các bạn có thể thấy rằng ở trên hè mái chúng tôi sẽ còn thiết kế thêm một ban công nữa. Ở góc này thì cả nhà có thể lên đây và ngắm cảnh xung quanh nha các bạn. Tiếp đến, các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu xem là anh Bình đã biết đến kiến trúc Tân Á như thế nào nha các bạn. Anh Bình có chia sẻ với chúng tôi rằng ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh có rất là nhiều gia đình đã tin tưởng và lựa chọn Tân Á làm đơn vị thiết kế. Anh nhận thấy rằng các mẫu nhà do Tân Á thiết kế thì rất là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Do đó, anh đã lên kênh YouTube và website của nhà đẹp Tân Á để tham khảo chọn được cho mình những mẫu nhà thật là ưng ý. Ở đây chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4. Đi kèm với đó sẽ có những video quay lại những ngôi nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha các bạn. Ở website của nhà đẹp Tân Á, chúng tôi chuyên trưng bày các mẫu nhà
mà chúng tôi đã thiết kế cho các chủ nhà từ trước đến nay, bao gồm có các công trình từ miền Trung cho tới miền Bắc và miền Nam ở tất cả mọi miền Tổ quốc. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà và công năng sử dụng của các căn nhà thì hãy truy cập trang web nhà đẹp Tân Á.vn. Các bạn đã bao giờ thắc mắc rằng là để thiết kế được một ngôi nhà thì Tân Á đã làm như thế nào không ạ? Vậy thì bây giờ các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu về quy trình để hoàn thiện được một ngôi nhà của Tân Á. Nhà các bạn để hoàn thiện được một ngôi nhà thì sẽ trải qua 3 giai đoạn chính, đó là khảo sát, thiết kế và thi công. Đối với căn nhà của anh Bình, chúng tôi sẽ về tận nơi khảo sát thực địa, đo đạc và lấy thông tin từ anh. Sau đó sẽ chuyển thông tin về phòng kiến trúc, kết hợp với kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất, ngoại thất, sẽ thống nhất là phương án về phong thủy, mặt bằng và phối cảnh. Từ đây sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật, cấp thoát nước và kỹ thuật điện. Ở mỗi khâu, chúng tôi đều sẽ có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Sau khi đã bàn giao bản vẽ thiết kế cho anh Bình, đến giai đoạn anh thi công ngôi nhà, chúng tôi sẽ cử hai bộ phận, là một phần giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát căn nhà của anh Bình, một phần giám sát online sẽ nhận phản hồi, hỗ trợ anh Bình 24 trên 24 để đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật, đảm bảo được chất lượng của công trình và tiến độ đã đề ra. Các bạn có thể thấy rằng để hoàn thiện được một ngôi nhà từ khảo sát cho tới thiết kế và thi công thì chúng tôi sẽ cần rất là nhiều con người, nhân lực. Ở mỗi vị trí, chúng tôi sẽ cử những người có năng lực phù hợp với ngôi nhà của anh Bình để đảm nhận. Do đó, mọi so sánh đều sẽ là khập khiễng. Để có được một mô hình làm việc chuyên nghiệp, khép kín thế này, kiến trúc Tân Á đã rất cố gắng và phải có đủ năng lực thì mới có thể làm được. Tiếp đến, các bạn hãy cùng tôi đi khảo sát thực địa khu đất của anh Bình, nhà các bạn. Để có được đầy đủ thông tin, chúng tôi đã về tận nơi khảo sát thực địa và hình ảnh các bạn đã nhìn thấy là khu đất của anh Bình được chúng tôi chụp lại bằng máy ảnh. Và đây là diện tích khu đất ở trên bìa đỏ nha các bạn. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi sẽ đo phong thủy. Từ đây, chúng tôi sẽ đưa ra được các biện pháp xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh Bình. Qua khảo sát thì chúng tôi được biết anh Bình sinh năm 1996. Từ đây, chúng tôi sẽ đo phong thủy và xác định được các hướng tốt, hướng xấu và xử lý phong thủy đối với căn nhà của anh Bình. Qua khảo sát thì anh Bình rất hài lòng về sự chuyên nghiệp, nhiệt tình của kiến trúc Tân Á. Anh cũng tin tưởng và hy vọng Tân Á sẽ thiết kế cho anh một căn nhà thật là đẹp, bắt mắt và sang trọng. Hiện nay, kiến trúc Tân Á khảo sát và giám sát trên 63 tỉnh thành. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tổng thể căn nhà của anh Bình một lần nữa. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc căn nhà của anh Bình, nhà các bạn. Để bố trí được vị trí các phòng một cách hợp lý, hợp phong thủy, chúng tôi sẽ về đo phong thủy và đưa ra các biện pháp xử lý đối với căn nhà của anh Bình. Và đây là mặt bằng định vị khu đất nhà các bạn. Căn nhà của anh Bình có diện tích là 14 nhân 7 mét vuông. Hệ tường bao sẽ được chúng tôi thiết kế là hệ tường 220. Các vách ngăn sẽ được chúng tôi thiết kế là hệ tường 110. Từ sảnh chính đi vào sẽ là phòng khách có diện tích 21,2 mét vuông. Về sau phòng khách sẽ có thang lên tầng 2 và bếp công ăn có diện tích 28 mét vuông. Các bạn có thể để ý phòng bếp sẽ được chúng tôi bố trí hướng nam thiên y. Ở tầng 1 sẽ được thiết kế một phòng ngủ có diện tích là 12,4. Cuối cùng sẽ là phòng tắm có diện tích 4,1 và nhà vệ sinh có diện tích 2,1. Xen giữa sẽ là khu vực sân ướt. Ở tầng 2 sẽ được thiết kế 3 phòng ngủ có diện tích lần lượt 18,1, 12,4 và 11,8. Ở giữa sẽ là phòng thờ được bố trí hướng nam thiên y có diện tích 6,8. Phía trước sẽ là sân thượng có diện tích là 18 mét vuông. Cuối cùng sẽ là nhà vệ sinh chung có diện tích 4,4 và sân phơi có diện tích 5,6. Xung quanh ngôi nhà, chúng tôi sẽ bố trí rất là nhiều cửa sổ để căn nhà trở nên thông thoáng, mát mẻ và giúp cho tổng thể căn nhà hấp thụ tốt ánh sáng tự nhiên. Tôi và các bạn đã tham khảo xong mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Bình. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này,
các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho ngôi nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0944 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.